Xin chào các bạn, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài tập về ngày 8 tháng 3, Happy Women Day. Thì nhân ngày 8 tháng 3, Happy Women Day, thì mình xin chúc tất cả các bạn nữ là luôn nhiều sức khỏe, luôn xinh tươi, xinh đẹp. Rồi, bài tập thì rất là đơn giản thôi, thì sẽ dành cho các bạn nam có thể là thiết kế những cái poster, những cái thiệp dành cho những người mà những phụ nữ mình yêu quý. Thì chúng ta sẽ lên Google, mình có thể gõ là vector woman để mình tìm những cái vector đơn sắc như thế này ha, có thể là màu trắng đen thôi, để chúng ta làm một cái sườn mẫu và chúng ta sẽ tìm một cái background hoa nào đó ha, tùy ý các bạn thích hình nào chúng ta sẽ tìm hình đó. Bước tiếp theo chúng ta sẽ chọn Magic Wand Tool, thì đổi thành Magic Wand Tool, ta sẽ click vào những cái vùng màu đen, vùng black màu đen. Để chắc ăn chúng ta sẽ chọn Select Similar để nó chọn những cái vùng màu đen liên quan với nhau. Sau khi được vùng chọn, chúng ta sẽ chọn cái background này, chúng ta sẽ Ctrl A, rồi Ctrl C copy, và chúng ta sẽ qua đây Edit Path Special Path Into Antenna Shift Ctrl V. Và chúng ta đã đưa được vùng chọn hoa qua cái vector này. Rất là đơn giản. Rồi chúng ta có thể hiệu chỉnh cái vùng hoa này để chúng ta cho sáng hoặc là contrast lên, tùy các bạn chỉnh sửa. Sau đó chúng ta lít chuột phải Blending Option, chúng ta sẽ chọn Rob Shadow để cho có một cái bóng nhẹ, để cho nó sáng chiều sâu hơn thôi ha. Sau đó chúng ta có thể gõ một vài cái lửa chút lên cái postcard, cái thiệp này, để gửi đến những người phụ nữ bạn yêu quý. Và cũng chúc các bạn là thành công với cái bài tập này. Rất là đơn giản. Chúng ta sẽ chọn những cái phông chữ nó mềm mại. Cái background chúng ta có thể cho thêm một cái background hình ảnh hoặc gì đó tùy ý các bạn, hoặc là những cái background chuyển sắc cũng được. Chuyển sắc tròn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và mình cũng xin chúc các bạn nữa là chúc các bạn nữ luôn nhiều sức khỏe và luôn xinh đẹp. Và cảm ơn các bạn.